Sáng nay tại Cần Thơ tiếp tục se lạnh với mức nhiệt khoảng 22 độ, còn thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ đã tăng lên mức 25 độ, cảm giác lạnh không rõ. Đến trưa chiều trời nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác phổ biến ở 29 đến 31 độ, riêng Biên Hòa, Đồng Phú 32 độ. Đến đêm nay, Nam Bộ trời se lạnh, thậm chí ở Đồng Phú, Long Khánh, Phước Long còn cảm thấy rét khi nhiệt độ không quá 20 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác, nhiệt độ thấp nhất là 20 đến 23 độ.